ngồi nhìn ngay cô nha. To mắt nó bị sao đó. Cộng đồng mạng dậy sóng vì hành động liếc mắt của học trò khi cô giáo hỏi thăm. Biết được sự thật, chỉ thấy thương em. Tranh thủ giờ giải lao, cô giáo trong video đã hỏi han ân cần học sinh của mình. Những tưởng em gặp khó khăn trong học tập nên cô hỗ trợ, nhưng nhận lại chỉ nửa ánh mắt. Ai cũng nghĩ là bé trai đang tỏ thái độ, nhưng đây lại là biểu hiện của căn bệnh nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Mày ngồi nhìn ngay cô nha. Sao mắt nó bị sao đó. Nhiều cư dân mạng cho biết, biểu hiện cử động bất thường không kiểm soát được ở vùng mắt, có thể em đã bị rối loạn tic. Vì phát hiện hành động kỳ lạ của em mà cô giáo đã thông báo cho gia đình để điều trị kịp thời, nhưng trong thời gian ngắn, kết quả vẫn chưa cải thiện. Giờ kêu ba đi khám lại nha ông. Ủa đi khám bác sĩ nói sao? Nhìn lên nè, nhìn lên đây nè. Nhìn lên đây nè. Nguyên nhân của triệu chứng này đến từ thói quen các bé thường xuyên chơi game, lướt điện thoại và xem TV trong nhiều giờ. Nếu chuyển biến nặng, dễ gây các biến chứng thần kinh. Dân tình sau khi xem qua trường hợp này đã để lại những lời khuyên như sau. Tuyệt đối không điện thoại, TV, uống bổ mắt một tuần là ok cô ạ. Bị tic rồi cô ạ, nên đi khám càng sớm càng tốt. Tic, đừng để biến chứng, trường hợp này nhẹ, chỉ cần không cho bé xem TV, điện thoại một thời gian sẽ hết. Bữa cháu mình cũng xem điện thoại nhiều quá, không kiểm soát được con mắt luôn, cứ giật suốt à, giờ ít coi nên đỡ rồi nè. Còn bạn nghĩ thế nào về trường hợp của bé trai trong video? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.